tượng ở Huế, đến cuối năm 2018, trên địa bàn toàn tỉnh có 578 cơ sở lưu trú, tổng số phòng đạt 10.663 phòng, với khoảng 17.000 giường, trong đó có 201 khách sạn với 7.518 phòng, riêng khách sạn từ 3 đến 5 sao có 27 cơ sở với 3.227 phòng, 5.439 giường, nếu so sánh số phòng lưu trú vào thời điểm cuối năm 2016 là 10.731 phòng với 17.485 giường thì số phòng lưu trú ở Huế không tăng mà lại giảm. Nếu làm một phép tính so sánh đơn giản là trong 2 năm qua, số lượng khách lưu trú ở Huế tăng khoảng 20%, khoảng 300.000 lượt. Còn số phòng vẫn giữ nguyên thì đã thấy sự bất cập, dẫn đến hiện tượng cung không đủ cầu như hiện nay. Hơn 10 năm qua, Huế chỉ mới có thêm một khách sạn 5 sao hình thành và bổ sung được 200 phòng chất lượng. Trên thực tế, Huế thiếu dịch vụ lưu trú cũng không hẳn, vì các khách sạn thấp sao, nhà nghỉ vẫn còn phòng. Tuy nhiên, theo xu hướng, Đa số du khách và cả doanh nghiệp lữ hành đều chọn lưu trú từ 3 sao trở lên. Do đó, cái Huế đang thiếu là dịch vụ lưu trú chất lượng theo xu hướng phát triển. Phía Hội lưu trú tỉnh Thông tin, Huế trong tình trạng thiếu phòng từ 3 đến 5 sao kể từ khi khách Hàn Quốc đến Huế tăng mạnh, từ đầu năm 2017 đến nay và hiện vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, không chỉ trong những ngày lễ, những ngày thường, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4, các khách sạn luôn đạt công suất 90 đến 100%, còn từ tháng 4 trở đi có giảm nhưng vẫn ở mức rất cao lãnh đạo ngành du lịch thừa nhận nhiều địa phương trong khu vực phải tìm mọi cách để thu hút khách để đến sử dụng phòng còn với huế lại ngược lại cố gắng tăng phòng để đáp ứng nhu cầu của khách điều này ít nhiều đang khiến ngành du lịch bị động trong việc thu hút khách có thể thấy rằng việc cháy phòng như thời gian qua tạo tiền đề cho huế tăng được giá dịch vụ lưu trú như trước đây khách sạn 4 sao có giá chỉ từ mỗi phòng khoảng 600 000 đến một triệu đồng thì nay các khách sạn đã tăng lên mức từ một triệu rưỡi đến 3 triệu đồng công suất tăng giá phòng tăng nên doanh thu các khách sạn cũng tăng cao đã đến lúc Huế cần có sự đánh giá, nghiên cứu và thu hút đầu tư, hình thành thêm những cơ sở lưu trú từ 3 đến 5 sao để đáp ứng nhu cầu của khách. Theo các chuyên gia, điều cần làm của Huế là phải đưa tốc độ tăng trưởng về số phòng lưu trú phù hợp với số lượng tăng trưởng khách đến Huế. Có như thế, Huế mới có quỹ phòng để giữ chân du khách ở lại lâu hơn. Theo ông Lê Ngọc Xanh, tránh văn phòng sở du lịch, khó khăn nhất chính là quỹ đất để hình thành được những khách sạn quy mô ở thành phố Huế. Những quỹ đất lớn thì được quy hoạch hình thành những trung tâm du lịch lớn, tích hợp nhiều dịch vụ đòi hỏi các doanh nghiệp có số vốn lớn. Theo lãnh đạo ngành du lịch, tín hiệu khả quan là thị trường du lịch Huế đang có những chuyển biến tích cực. Kéo theo thị trường, môi trường đầu tư cũng sôi động, đặc biệt là cơ hội thu hồi vốn và sinh lợi ở Huế được rút ngắn thời gian. Điều này sẽ khiến các nhà đầu tư mạnh dạn để đầu tư xây dựng các khách sạn cao sao ở Huế nhiều hơn. Theo thông tin thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Huế, năm 2020 Huế sẽ có thêm khoảng 1.200 phòng lưu trú cao cấp ở khu đô thị mới An Vân Dương từ dự án còn đo theo 5 sao Apex Mandala Winham Huế, giúp tăng quỹ phòng cho Huế và có thể đáp ứng được sự tăng trưởng khách. Dự án Apex Mandala Winham Huế được đầu tư phát triển bởi Apex Group, nhà phát triển chuỗi con đo theo 5 sao đã có mặt tại thị trường các tỉnh như Bình Thuận, Phú Yên, Ninh Thuận, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang đây cũng là chủ đầu tư dự án Apex Royal Park tại Huế, dự án bán cháy hàng ngay trong ngày đầu mở bán.